Ơi từ 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 xả ra. Thắng được không? Từ 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 từ. Thì câu bờ trước đi. Câu bờ trước đi. Má nè, nó táp ngay đây nè. Táp quá trời, lúc nó xuống kìa. Ông kia cũng tự nhiên chèo ghe ra đi. Đi hết mẹ. Ẩu luôn. Đụng, một tôm nó nhảy trong này nè. Mũi quá mũi. Chích mình không nổi. Mẹ mày. Nó đừng để nó chích cây cần nha, gãy cần á. Hai gồng bơi vé không. Rầm.
Từ thôi nha mày. Nè. Cá gì? Từ từ thôi, xả rắc ra. Kẹp nha. Ép nó lên bờ luôn, ép đưa đầu lên bờ luôn. Má sảy con rồi. Còn trước con này á. 3 to không? Hả? Nhỏ xíu à. Hả? Nhỏ xíu à. Hả? Biết đâu không? Hả? Trời sáng. Nãy giờ quánh hả? Nãy giờ quánh không đụng. Cầm cá lên chụp hình cái không? Cầm cái con gì đó. Ừ. Chụp cái con đó. Chụp không? Chụp đi. À. Nè lại đi chụp. Nè qua đây chụp nè. Cá đẹp. Ngon đâu. Hả? Nó có lấy nước là buồn mà. Tù tù vậy mới ngon á cha. Dạ. Ù mấy con kia nó đi. Yeah. Ghê. Quay clip chưa? Quay clip chưa? Ghê. Bà giờ được nó mới ra. Cho tôi với cho việc gì. Có kèm gỡ cho mày. Nó dính cái lưỡi đơn. Đáp. Sảy rồi. Trời ơi. Mà. Một con hai năm biết ta. Trong hộp á. Má cáp. Cái cáp cũng này về nhiều lắm, mà cáp thon á. Rắc này rắc cứng quá. Để rắc xả cho nó chạy được. Dính mép nào mà dễ tuột chứ. Mà mình đánh cần MH đánh cá tráp nó không có cảm giác được. Không có biết được cái độ nặng để mà mình bắt. Lưỡi đuôi ấy mà lưỡi đơn nữa. Thank you.